chưa đã lấy đất chồng mà làm người thân cho có. Vì vậy tôi xin phát đơn thiên thần tán lan, chịu lấy linh hồn tán là xin ra khỏi ta, cùng xin ra nhanh tông đồ có quyền xét toán chạy đến cùng an la. Và xin phát linh đức chúa trời đã thường trận ở thế gian này, là các thanh tử vì đạo ta trước lấy an la, cùng xin các thanh hiển tu là đấng sanh lan, và đổi chiều thiên hoa về đến xung quanh an la, cùng xin các thanh đồng xin là đấng hát mừng, chúa chịu lấy an la cho được đến nơi an lành các thanh tổ tâm. Lại xin đức chúa thiên quý cơ tỏ ra khỏi mà thiền lành vui khỏe mà hiện đến cùng an la, cùng cho an la ở làm chúa trời, cùng xin cho an la khỏi ta sử dụng trước ở nơi cuối